châu quan đệ ngũ tuần tranh. Việt sử chép hùng triều thập bát cảnh địa linh, bạch hạc phong châu dựng nên xã tắc dài lâu. Mời phong thanh anh lai đạo
tao cho từ đồng thơ bóng ngây, thầy đồng hay bóng giỏi, cốt cách tinh anh, thanh tân lịch sự, chiến theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy. Ta bán hén cho chốn gia trung hai chữ bình an, lộc tài vượng tiến, thương mại thanh thông, cho có ngân có xuyến, có lộc có tài, để trên lo việc thánh, dư gánh việc trần gian. Lấy ta ban khen cho cung văn, tây quỳnh, tây quế, tây loan, tây phượng, lộc gần ta đem đến, lộc xa ta mang về. Lấy ta ban khen cho các thanh đồng đạo quan, lính ghế bốn phủ, cùng quân dân châm họ, có phúc ta để cho phần, nhà nào lộc đấy, quan lớn ta đại xã, cho quốc thái dân an, tài nguyên mậu thịnh.
Một dân trong họ có thể tên anh là có thể sẵn sàng không có thể
Bính thân liền hạ thiên cắt nhật cắt thời long thiên tứ có lai lâm bản tự chắc sáng dương đình có chứng tâm cho tâm đồng họ nguyện nhất một lòng tòng một đạo chiến theo phật thánh dưới theo đồng thầy có ban khen cho ngôi đồng thầy phúc thọ trường sinh thân thể an khang thân tâm thường lạc ta ban khen cho tân đồng họ nguyện từ lây về sau từ đi trở lại được quốc cách tinh anh thanh tân lịch sự ăn mày cửa đình thần tam tứ phụ biết lo việc thánh biết lo việc trần ta chứng tâm cho thân chốn gia chung có ngân có xuyến có lộc có tài phúc lộc để đa ta chứng tâm cho cung văn tây đàn đến hát tây quỳnh tây quý bách gia chăm họ thanh đồng đạo quan có phúc ta lấm cho phần nhà lào lộc đấy lấy có chắc dáng dương đền hung phủ cho đệ tử an linh thọ trường cho quốc thái dân an tài nguyên mậu thịnh Thank you.
bóng tay tựa hình say đôi cô đi suối về rừng. Bà chú bói nguyện hồ rất hay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuồng cao dầu dầu mặt nằm chiếc cây xanh chú đặt nằm phía sau to lan rùa cùng ngọn với trái con.
Chúng mong xa, 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 mong xa
tay phải mau đi không mời thầy đi. Bước vào đêm đây mình.
Ngọc ngọc hoàng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.